Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái dụng cụ để đựng thìa và các thứ các bạn nhé. Các bạn có thể đựng bút được này. Chúng ta tận dụng được tất cả những cái vật liệu có thể tái sử dụng. Đêm nay mình sẽ dùng đến 3 cái vỏ lon bia này này. Và miếng bìa cắt tông các bạn nhé. Miếng bìa cắt tông này mình sẽ dán cho cái... Đây là giấy xốp này, mình sẽ dán vào đây. Và cái màu xanh này mình sẽ bọc vào các cái lon bia này. Và cái súng bắn keo này. Và kéo các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bọc, mình sẽ đi cắt cái này ra. Đây mình sẽ đánh dấu để mình cắt bằng cái mép này. Mình sẽ cắt ở đây đi. Và đây mình đã cắt xong. Mình sẽ cắt 3 cái như này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dán miếng xốp vào cái lon bia này nhé các bạn. Bây giờ mình xong rồi, mình sẽ dán các cái lon bia vào đấy các bạn nhé. Thấy gia đình đấy. Vậy là video của mình cũng đã hoàn thành rồi. Cái này các bạn có thể làm mà đựng hộp bút này, đựng bút đấy. Và đựng các cái đồ cọ rồi các thứ linh tinh cũng được.
trông rất là ngộ nghĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.